Xin chào các bạn. Chúng ta hôm nay sẽ vào phần thứ hai của loạt bài về viết về cờ caro. Ở bài trước thì chúng ta đã làm được công việc là tạo một cái màn hình chào. Sau đó, từ màn hình chào này sẽ nhảy vào màn hình danh mục. Từ màn hình danh mục, chúng ta sẽ lựa chọn các chế độ chơi để chúng ta vào màn hình trò chơi. Chúng ta chạy lại chương trình một lần này. Tên màn hình chào. Sau 5 giây, màn hình chào sẽ nhảy sang màn hình menu. Từ màn hình menu, chúng ta có thể lựa chọn các chế độ ở chơi một người, chơi hai người. Khi nhấn vào một người hoặc hai người thì ở bên này sẽ được truyền đến một cái biến, đó là biến một người chơi hay hai người chơi, đúng nhỉ? Việc hôm nay của chúng ta là sẽ thiết kế các cái ô lưới, các cái ô lưới của bàn cờ. Thì trước khi chúng ta tạo các ô lưới này, thì chúng ta sẽ cùng nhau lấy cái biến mà được truyền từ bên menu vào để chúng ta sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì trước tiên thì chúng ta quay trở lại với cả script của chúng ta. Trong cái script này, ta thêm vào cho nó một cái thư mục, tạo cho nó một cái thư mục. Cái thư mục này nó sẽ chứa các cái câu lệnh dành cho cái cái màn hình trò chơi, màn hình trò chơi. Vì trong cái màn hình trò chơi nó sẽ có rất nhiều sẽ có nhiều cái script để dùng cho chơi cờ, cho nên là chúng ta cho nó vào trong cái thư mục này để tiện chúng ta tìm kiếm. Đây là giao diện màn hình trò chơi. Chúng ta sẽ tạo cho nó một cái script. Script này tôi cũng đặt tên cho nó là màn hình trò chơi đi. Và đây là cái script chính. Để cho nó đỡ kêu ca nhiều, thì ta kéo cái script vào trong cái main camera này. Mình camera đã có script. Ta đang có một cái lỗi gì đó ở đây. À, cái script này trong cái màn hình này đang có một cái script nào đó. Mà cái script này nó không có ở trên đây. Ta xóa vớt nó đi cho nó đỡ bị hỏi. Remove. Cho nó đỡ hỏi. Rồi đấy. Đã mất rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau viết cái câu lệnh cho cái màn hình trò chơi này nhé. Ta nhấn kép vào để mở Vision Studio lên. Ở đây tạm thời ta chưa dùng đến những cái chỗ này, ta bỏ bớt nó đi. Bây giờ thì trước tiên thì ta sẽ lấy cái biến từ cho cái màn hình này. Biến đó nó tên là cái gì nhỉ? Số người chơi đây. Ta sẽ lấy cái số người này. Đấy, lấy cái số người này để đưa vào trong đây. Thì vậy thì ta sẽ cũng tạo một cái biến theo dạng kiểu chuỗi để lấy dữ liệu số người.
Để ta chạy trong AWS. Ta sẽ lấy cái thông tin người chơi, lấy thông tin người chơi, hay tin hai người chơi chứ, hai người chơi hay là một người chơi. Rồi. Thế bây giờ thì ta sẽ phải tạo một cái game object. Bởi vì là cái bởi vì cái đối tượng này cái đối tượng này nó là đối tượng game object mà. Để ta lấy cái biến ở trong cái số người ở ở trong cái game object này. Thế ta phải tạo một cái game object. Đặt là g số người đi. Số người. Nó sẽ bằng game object tìm kiếm cái game object mà nó có cái tên là tìm kiếm cái game object có tên là số người chơi. Thuộc kiểu biến game object nào. Nói đây là chữ hoa. Tiếp theo là ta lấy cái biến số người này và ta chuyển cái giá trị số người chơi này, chuyển cái giá trị số người chơi này vào trong cái biến này. Số người đâu. Số người bằng g chấm get component số người đây, bảo đây đi, ở đây nó là số người chơi rồi chấm số người. Đây là nó đang gọi đến cái thằng script này và nó lấy cái biến số người ở đây mang về. Sau khi nó lấy xong rồi, nó lấy xong hết rồi thì nó xóa cái đối tượng game object này đi, bởi vì cái game object này nó sẽ được tự tạo sang cái phần màn hình chơi này mà. Nó sẽ tự tạo sang cái màn hình chơi này mà. Nên ta lấy xong dữ liệu rồi thì thôi, bây giờ ta trả nó về. Thế bây giờ ta sẽ xóa nó đi, ta đi cho cái cho cái đối tượng đó đi. Xong rồi, bây giờ ta thử lấy cái đối tượng đó ra nhé. Thế thì ta để bug ra thử thế nào. Bug số người. Ta lấy xong cái biến kia rồi để ta biết là cái số lượng người chơi một người hay hai người rồi, thì ta xóa cái game object tự tạo đó đi. Rồi ta thử gọi xem là cái số người nó đã hiển thị lên chưa. Lưu vào đã. Rồi, bây giờ trước tiên thì ta phải vào cái danh mục này trước. Nếu mà ta chạy luôn thì nó sẽ bị báo lỗi này. Tôi sẽ chạy thử. Đó, nó sẽ bị báo lỗi. Cho nên ta phải chạy từ cái màn hình danh mục này chạy ra. Bạn sẽ nhìn bên dưới này nhé.
tâm mở vẫn cân sờ đấy. Chạy nhá này. Chà chà, nó báo rằng là không có tác số người chơi. Rồi, ok. Em muốn biết cái số người chơi này nó thuộc cái tác gì. Để sửa lại cho nó cái tác. Add cho nó cái, bởi mình mới gọi nó bằng cái tên gì. Số người chơi đúng không? Số người chơi. Rồi. Quay lại số người chơi này. Add cái tag vào. Chạy lại. Nhấn. Đó. Lúc này sẽ lên một người. Một người chơi. Một người chơi. Chạy lại. Thử nhấn vào hai người chơi với nhau nào. Hai người chơi với nhau. Đó, lên hai người. Như vậy là ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ là lấy số lượng người chơi về rồi. Bây giờ cái màn hình này ta coi như đã hoàn thiện, ta chưa không sử dụng đến nó nữa. Ta quay trở về với cả màn hình trò chơi. Bây giờ ta sẽ đến phần chính của chúng ta này, là chúng ta sẽ tạo một cái mảng lưới kích thước là 19 x 19. Trong cái game Sudoku này của tôi để nó là 19 x 19. Có nhiều người viết cái game này ở ở cái mảng lưới là 15 x 15. Tôi viết mảng 19 x 19 cho cái ô cờ nó rộng một chút. Bây giờ ta sẽ kéo ta sẽ kéo cái ô trống này vào trong cái bàn cờ này. Kéo cái ô trống vào trong cái bàn cờ này của chúng ta. Phóng to lên một chút xíu để nhìn cho xem nó đã vào chính giữa chưa. Rồi, kéo cho nó vào chính giữa cái góc. Và chúng ta nhớ cái vị trí của nó. Ta để cho là 0.47 đi. Cái này 3.6 đi. 3.661 đi. Thôi nhỉ. Là chính giữa, rất đẹp rồi. Ta nhớ hai vị trí này nhá. Ta nhớ hai vị trí này để tí nữa chúng ta sử dụng ở trong biến. Cái ô này nó là cái ô trống. Cái ô trống này nó là cái ô nó rất là mờ. Tôi để chế độ là trong suốt để khi chúng ta chạy lên chúng ta không nhìn thấy những cái ô trống này. Tốt nhất là ta đưa cái order layer này lên là một để cho mình chắc chắn rằng là nó sẽ là cái lớp trên cùng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xử lý cái ô này. Trước tiên thì chúng ta sẽ add một cái box collider vào trong cái ô này để cho người người chơi người ta có thể bấm được vào nó, tương tác được với nó. Ta nhấn add component, chọn box collider. Sau đó bây giờ chúng ta sẽ viết code cho cái ô cờ này. Đặt tên như nó là ô cờ đi. Ô cờ. Vào đây ta sẽ tạo một cái script. Là ô cờ. Rồi. Ta kéo nó vào trong ô cờ. Rồi, sao có bị lỗi gì không? Nó có kéo nhầm cái gì vào đấy không?
Ok đấy. Bây giờ ta sẽ viết lệnh cho cái ô cờ này. Giờ trước tiên thì chúng ta phải xác định được là cái ô cờ này là của ai, của người chơi người 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 chơi quân đen hay người chơi quân trắng hay là chưa thuộc sở hữu của ai hết, thì ta sẽ phải cho nó biết được rằng là nó đang thuộc của người nào. Nên ta sẽ thêm một cái private cho nó. Cái biến này ta chỉ cần lấy cái biến nhỏ thôi, ta sử dụng by cũng được. Một cái by tên là của ai. Đấy. Nó là chứa thông tin của ai đang sở hữu chẳng hạn. Chứ phải đấy, không của ai, không của ai thì bằng không của người của quân đen thì bằng một của quân trắng thì bằng hai. Tiếp theo thì ta phải có một cái rằng là khi mà ta nhấn chuột vào, khi mà ta nhấn chuột vào cái ô này, khi nhấn chuột vào ô cờ này, nó phải là hiển thị lên màu đen hoặc là cái quân đen hoặc là cái quân trắng. Đấy. Phải hiển thị lên hai quân này, một trong hai quân này. Thế cho nên là ta sẽ phải thêm vào cho nó hai cái sprite. Các sprite này ta có thể đưa nó vào trong cái phần public đúng không nhỉ? Public, như ở đây tôi sẽ sử dụng serialize trail. Tôi sẽ sử dụng cái serialize trail để thay cái biến public. Cái serialize trail này nó có tác dụng của nó là nó vẫn chia sẻ được ra cái ngoài, vẫn chia sẻ ra cái ngoài exit ở đây, chỉnh sửa ở đây, mà nó lại mang tính chất là đóng. Cho nên là cái người ở người ta khi người ta viết game ấy, đôi khi là người ta viết sử dụng cái public nhiều quá ấy, có thể là sẽ bị người khác người ta chỉnh sửa trong public đấy của mình. Nên người ta sử dụng cái serif file này, cái serialize file này để nó giấu đi, nó không chia sẻ cho người bên ngoài có thể là chỉnh sửa được cái dữ liệu của cái public. Nhưng mà ta vẫn cứ đôi khi tại sao mà tôi vẫn cứ phải sử dụng những cái biến public như này. Những biến public như này thì nó có thể nó chia sẻ được sang tất cả các cái script xung quanh đây, có thể gọi được nó. Nhưng mà cái biến nằm ở trong cái serial file này thì nó sẽ không gọi được ở trong các cái script này. Đấy, chúng ta cần chú ý. Ở đây ta đặt là private để cho nó đóng lại. Ta đang khai biến khai báo các cái biến sprite đúng không? Sprite. Đúng rồi, đây. Các biến sprite, đây là quân đen. Đúng phải. Đây là quân trắng. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kéo hai cái quân đen này quân trắng vào trước đã nhá. Đây, quân đen và quân trắng.
ta sẽ kéo nó vào trong sprite này. Con đen ta kéo vào con đen. Con trắng thì ta kéo nó vào con trắng. Rồi sau khi chúng ta đã kéo các cái sprite vào con đen và con trắng rồi thì ta sẽ quay trở lại với cả màn hình trò chơi. Lúc này thì ta vẫn chưa đưa được cái các cái ô cờ này vào trong đây đúng không nhỉ? Cho nên bây giờ ta sẽ phải viết câu lệnh để cho nó tạo ra các cái ô cờ nhé, tạo ra các ô cờ, nghĩa là tạo thành các cái mảng ô cờ. Nên chứ nếu mà ta cứ Ctrl D, ta nhân nhân bản nó lên xong rồi ta cầm ta kéo vào đây thì rất là lâu, ta cầm ta kéo đi thì rất là lâu. Thế cho nên là ta phải tạo một cái mảng ô cờ, cái mảng bàn cờ để nó lốt hết tất cả các ô cờ này vào trong cái bàn cờ của chúng ta. Thế để làm được điều đó thì bây giờ ta sẽ phải đưa thằng này nó vào trong một cái phép pháp, thì ta sẽ tạo một cái folder phép pháp. Ở trong đây thì ta kéo cái ô cờ của chúng ta vào, kéo ô cờ của chúng ta vào đây. Chúng ta nhớ cái vị trí của nó ở đây nhé. Bây giờ ta thử kéo, ta tạo thêm một cái ô cờ nữa xem nào, tạo thêm ô cờ nữa, ta kéo nó sang bên này. Trục y vẫn phải là 3.61. Rồi, trục này là 0,89, 0,89 mà trừ đi 0,47 thì ta được khoảng độ 42 đúng không nhỉ? Khoảng 42, 0,42. Cái ô này còn chúng ta là khoảng 0,42. Rồi bây giờ ta xóa nó đi. Để tí nữa chúng ta tạo mảng thì chúng ta sẽ phải tăng, nếu mà đi theo cột thì chúng ta phải tăng cái trục giảm cái trục y này xuống đúng không nhỉ, và đi theo chiều đi theo dòng thì chúng ta phải tăng cái cột x lên đúng không. Bây giờ ta sẽ về với cả cái màn hình trò chơi này, chúng ta sẽ viết cái hàm tạo bàn cờ. Tạo bàn cờ ở mảng hay là tạo bàn cờ đi, tạo bàn cờ, tạo bàn cờ đây là cái số lượng số cờ, cái số cờ này đáng lý ra nó tạo một cái mảng nó có các cột, nghĩa đây nó phải là in cột, phải in dòng thì nó hay hơn, nhưng mà do rằng là tôi làm cả cột cả dòng nó bằng nhau cả, đâm ra là ta không cần nữa, ta xử lý luôn nó là chỉ cái số lượng dòng thôi cho nó đơn giản, số lượng cái ô cờ thôi cho nó đơn giản, bởi vì nó đều là 19 cả đúng không, in số ô cờ đúng không nhỉ, ô cờ. Rồi ở cái số ô cờ này thì ta sẽ tạo ra cái bàn cờ nó có 19 dòng và 19 cột đúng không. Cái mảng này tôi sẽ lấy nó là mảng một chiều đi, mảng một chiều, mảng option này tôi sẽ tạo thành mảng một chiều nhé. Mỗi một cái
ô cờ này nó sẽ có một cái ID, phải có một cái ID để chúng ta quản lý, xem là chúng ta nhấn vào cái ô cờ nào, đúng không? Nên ta sẽ tạo một cái ID cho nó. Tiên phải có một cái ID cho từng cái ô cờ. Ta xác nhận đầu tiên cho nó bằng không đi ạ. Sau đó ta ta lấy cái ô cờ đầu tiên. Ta lấy cái tọa độ x của ô cờ đầu tiên và tọa độ y của ô cờ đầu tiên. Ta đưa vào một cái plot x, lấy tọa độ của điểm x ấy, của ô cờ đầu tiên là 0,4 mấy nhỉ? 0,47 à? 0,447 đúng không? Là 0,47 f. Bây giờ ta sẽ tạo cái vòng lặp để chúng nó tạo ra các cột for y bằng 0, y nhỏ hơn số ô cờ. Rồi ok. Lúc này ta sẽ tạo tiếp cho cái các dòng. Để tạo các dòng thì ta phải có một cái viên float cho cái tọa độ y của cái ô cờ đầu tiên, đúng không? Plot một cái y, trục y cho ô cờ đầu tiên. Ô cờ đầu tiên của chúng ta là 0 à 3,61. 3,61. 61. Rồi. Ta lấy được cái tọa độ của cái ô cờ đầu tiên. Bây giờ ta sẽ tạo ra các cái dòng. Vẫn như vậy thôi. Và lúc này ta sẽ nhân bản các cái game object này lên. Nhân bản các cái game object này lên. Game object quân cờ, tạo một cái quân cờ nó bằng một cái trong này thì có cái ô cờ, ô cờ với cái vector tôi chọn là vector true. Bây giờ mình nên chọn có ta đang chọn 2D, ta chỉ cần là như vậy thôi. Rồi. Ở đây thêm vào cho nó một cái quan tài. Rồi. Cái ô cờ này vẫn báo lỗi vì là ta chưa có cái thông tin của cái ô cờ này. Nên ta phải thêm một cái game object cho cái ô cờ này. Game object cho cái ô cờ. Bây giờ thì chúng ta phải kéo cái ô cờ chúng ta vào trong cái main camera này. Nhờ cái này ta có thể bỏ đi rồi đấy. Và main camera ta kéo cái ô cờ chúng ta vào trong cái ô cờ này. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục tiếp câu lệnh. Ta lấy cái quân cờ, cái tên của từng cái quân cờ một nó bằng cái ID
Đó. Cái ID này đầu tiên nó là ID bằng 0. Cái quân cờ chúng ta, cái quân đầu tiên sắp xếp nó là bằng 0. Quân cờ tiếp theo nữa là ta phải di chuyển cái quân cờ thứ hai của chúng ta xuống bên dưới theo trục Y này, đúng không nhỉ? Nên ta sẽ có là Y giảm xuống là 0,42 42F, đúng không nhỉ? 0,42 vừa rồi là ta ước lượng khoảng 0,42 đấy. Ta lên cho nên 43 cũng được. Tăng cái ID này lên. Tăng cái ID này lên. Cái này nó tăng cái ID này lên. Một. Để nó thay đổi cái tên của nó đi, đúng không nhỉ? Và bây giờ đến cái phần cột này, ta cũng phải thay đổi cái tọa độ của cột. Lúc này là x gì sẽ phải cộng thêm 0,43 F. Rồi. Cái này nó sẽ tạo ra cho chúng ta các cái ô cờ rồi. Nó save vào đã. Để ta sẽ thử xem nó thế nào nào. Ta không thể chạy nó ở đây được. Bởi vì chạy ở đây câu lệnh nó sẽ bị lỗi. Ta phải chọn vào cái scene danh mục này. Ta chọn bất kỳ một trong hai cái này. Chúng ta chưa nhìn thấy nó ở đâu đúng không? Ta mở ở đây để nhìn xem. Quân cờ của chúng ta vẫn chưa hiển thị. Quân cờ chúng ta vẫn chưa hiển thị. Vậy là nó chưa chạy được cái dòng lệnh này, hoàn toàn nó chưa chạy được. Thế bây giờ chúng ta để nó chạy được thì chúng ta lại phải đưa vào trong cái start thì nó mới chạy được. Rồi, start. Tạo bàn cờ với số dòng là 19 nhỉ. Dòng số cột là 19. Rồi bây giờ ta chạy chắc chắn là sẽ chạy rồi. Rồi ok. Nào, ta nhấn chọn. Ta sẽ xem thử thế nào. Ở đấy. Nó đã có cho chúng ta là 360 đối tượng, 360 đối tượng ô cờ đã được tạo ra. Để xem các vị trí của chúng có chính xác không thì mình kiểm tra đây. Quay về scene. Kiểm tra đây, ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba, ô thứ tư, ô thứ năm. Ô này là ô số 19, ta kiểm tra thử xem nào. Rồi ok. Rất là tốt rồi đấy. Chúng ta đã có các cái ô cờ chúng ta rồi. Mà khi nhấn vào các ô cờ này nó chưa có tác dụng gì cả, bởi vì là ta chưa làm một cái động tác gì cho nó cả, đúng không? Thế bây giờ ta sẽ viết câu lệnh vào trong cái đối tượng ô cờ này để cho cái ô cờ nó khi bấm vào nó có tác dụng. Ta quay lại với cả cái script ô cờ. Bây giờ ta sẽ phải public cái màn hình trò chơi này nó vào trong đây. Ta phải lấy cái màn hình trò chơi ở bên này, ta mới biết được một vài cái trạng thái của cái ô cờ này. Ta sẽ public vào một cái có cần thiết không nhỉ? Rồi, public là một cái màn hình trò chơi. Nó tên là màn hình trò chơi.
viết tắt như vậy. Cái này nó sẽ lấy chính là cái này đấy. Ta có thể dùng public hoặc là private. Private. Cho nó đỡ bị nhảy ra cái phần edit của mình kia. Bây giờ thì ta phải lấy cái script này ra đã, đúng không? Private private. Ta sẽ lấy cái màn hình trò chơi. Ta sẽ bằng game object tìm kiếm. Tìm kiếm với một cái tag đi. Thế bây giờ ta phải quay về đây. Nhấn vào cái main camera này. Không cần. Ta không cần. Ta đi tìm. Đây tìm bằng cái bằng cái khác đi. Ta tìm bằng cái frame. Object đối tượng. Đối tượng có tên là đối tượng có cái tên là màn hình trò chơi đi. Thế thôi. Ta tìm luôn ở cái đối tượng có tên là màn hình trò chơi đi. Bây giờ sẽ khởi tạo cho cái bây giờ là biết là cái ô này là của ai đúng không? Giờ ta phải cho nó biết rằng cái ô này là của ai, đã thuộc về ai chưa? Thì bây giờ trước tiên khi mà nó mới khởi tạo lên thì nó sẽ phải là không là của ai cả đúng không? À, của ai? Bằng không. Không của ai cả. Thế bây giờ là ta sẽ viết một cái hàm xử lý sự kiện, một cái hàm xử lý sự kiện cho từng ô, hàm xử lý sự kiện cho từng ô. Ta viết bằng hàm private void on mouse down. Meltdown là khi nhấn chuột vào thì cái đầu tiên là ta sẽ lấy cái tên, ta sẽ lấy cái tên của cái ô này, tên bằng chính cái là cái tên của cái ô này, ID của nó thì chính chính bằng là cái tên đúng không nhỉ, vì là tên nó là chuỗi rồi. Ok, chấm chỉnh. Rồi đây cái ID và cái tên của nó nằm ở trong đây này, đây là cái ID đây và cái tên của nó đây, tên của nó và ID là giống nhau. Nhưng ta lấy ngược lại ở đây vậy cũng vậy thôi. Bây giờ ta sẽ lấy cái tọa độ. Ta sẽ lấy cái tọa độ của cái ta sẽ lấy tọa độ của cái ô của chúng ta đấy. Lấy tọa độ của nó. Nó nằm ở đây là tọa độ 00. Nó nằm ở đây là tọa độ bằng 0 một bằng 10. Đấy. Đây là cột đúng không? Ở đây là để theo hàng là 00 01 02. Đây là lấy tọa độ của nó. Lấy tọa độ thì ta sẽ lấy đơn giản là đây ta lấy y này, ta chia cho 19 và ta lấy phần nguyên đúng không nhỉ? Cái tọa độ y sẽ bằng
nghĩa là để x đẹp hơn đấy, nhưng mà tôi để y được. Thì cột đi, chia cho 19 lấy phần nguyên. Và cái tọa độ gì đi. Tọa độ cột à, tọa độ dòng thì bằng 19 lấy phần, chia cho 19 lấy phần phần dư, đúng không? Nếu mà cái của ai này, bây giờ ta khi ta nhấn, nó là của ai mà không phải của ai cả, thì lúc này nó sẽ hiển thị lên một là cái quân đen hay là quân trắng, đúng không? Thì nó này ta sẽ get cho nó đi, get một cái component sprite 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 render rồi chấm sprite. À, cái này nó phải có cái dấu ngoặc tròn nữa. Chấm sprite bằng quân quân đen. À không được, không được. Lúc này ta phải đi tìm một cái lượt đi nữa. Phải lấy cái lượt đi nữa. Lượt đi xem là của ai nữa. Lượt đi của con đen hay con trắng. Thế ta phải thêm vào đây một cái lượt đi. Lượt đi. À không, cái này phải public. Public. Một cái by lượt đi. Lượt đi ta cứ để nó bằng không đi. Giờ quay về đây. Này bỏ đi đã, tạm thời bỏ đi đã. Cái này câu lệnh này có vẻ bị vẫn bị lỗi. Ta bỏ đi đã. Nếu như mà cái màn hình trò chơi của chúng ta chấm lượt đi mà bằng không, nghĩa là quân đen đi. Đã, cái này thì ta có thể là làm thêm một cái thuộc tính để cho người ta chọn là quân đen đi trước hay quân trắng đi trước được. Nhưng mà thôi, tôi làm cho nó nhanh gọn, tôi cứ quy định quy ước là quân đen đi trước cho nó đơn giản. Lượt đi mà bằng không thì nó là quân đen đi. Đây, ta get con pawn. Sprite chọn cho nó chính xác, không tí nó lại báo lỗi. Chấm sprite bằng quân đen. Rồi. Tiếp theo là ta phải sau khi mà ta đã hiển thị được quân đen lên thì ta phải ngắt cái này đi để mình cho cái thuộc tính lúc này là sẽ là của quân đen thôi. Của ai này sẽ của ai này lúc này sẽ phải bằng là một, bằng một của con đen là bằng một, đúng không? Rồi, ok, tạm thời thế đã. Nếu mà nó là quân trắng thì ta ghét, ta lấy luôn cái này đi nhanh, cái này bằng hai. Cái này là quân trắng. Rồi. Nếu mà nó đã là của ai đó rồi thì ta không làm gì cả, ta return lại. Ta không làm gì hết.
Vậy là xong cái phần xử lý ô cờ. Bây giờ ta chạy thử xem là ô cờ của chúng ta nó có chạy không nữa. Khi nhấn vào không có tác dụng. À, tôi cứ quên. Phải mình phải đi vào cái màn hình này nó mới chạy được. Rồi, ta có thể chọn một trong hai cái nút lệnh này. À, giả sử như là một người chơi với một người. Ta nhấn thử vào các nút. À, ok. Rồi, tốt lắm. Nó hiển thị được lên. Nhưng mà chỉ là các cái màu đen thôi, bởi vì là chúng ta mới chỉ thiết lập mấy con lượt đi của quân đen thôi. Ta chưa xử lý việc mỗi lần nhấn vào thì nó sẽ đổi cái trạng thái. Hôm nay ta đã thiết lập xong các cái lưới của ô cờ. Chúng ta có thể đánh được các con, đặt được các con cờ lên trên màn hình. Clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn.